Hello cả nhà. Sắp tới ngày lễ tạ ơn rồi, nhà mình nấu món gì để ăn mừng lễ chưa? Hôm nay là mình chuẩn bị ướp đồ để chuẩn bị cho cái ngày lễ tạ ơn mình làm đồ ăn á, thức ăn á. Thì mỗi năm năm nào cũng là lễ tạ ơn là phải có gà, có tết kỳ, gà tây. Nhưng mà gà tây thì mình ăn riết mình ngán. Nên năm nay á, 2 năm nay, năm rồi đã làm rồi, 2 năm nay á là mình sẽ ăn gà ta của mình, gà đi bộ của mình. Mình làm món là gà nướng muối ớt sa tế, với lại lúc nào á cũng có một thêm một món nữa là món bò nướng giấy bạc đúc lò, bò gói giấy bạc đúc lò chứ. Cái món đó là lúc nào lễ lộc rồi này kia ở nhà là mấy đứa cháu á, nó hay yêu cầu, tại nên nó thích lắm. Tại vì mình lấy để mình sưu tầm được cái công thức của cái món đó đó, mà nó có nhiều công thức lắm, nhưng mà mình sưu tầm được một cái công thức rất là ngon, rồi khi mà làm được rồi là ai cũng thích hết, nên thành thở ra là cứ giữ cái công thức đó mà làm, năm nào cũng làm hết. Lễ Thanksgiving là lễ tạ ơn, với lại lễ Christmas là Noel á, nó cũng gần gần nhau, mà năm nào hầu như mấy đứa cháu nó cũng yêu cầu là làm hai hai món đó, mặc dù gần nhau mà nó không có ngán. Tại vì á, thường thường mấy cái dịp lễ như vậy nè là chợ á nó sẽ sale đồ ăn, nó sẽ sale mấy cái, nó sẽ sale tết kỳ, sale ham, mấy món mà người Mỹ họ ăn á là tết kỳ, ham với lại thịt bò để làm steak á. Thì chỉ có cái dịp này nó mới sale cái thịt bò, là thịt bò rib eye, là thịt bò rất là mềm, mà nó nguyên một khối lớn vậy nè. Thường thường nó làm steak là nó cắt ra từng cái miếng, từng khoanh nhỏ nhỏ, bề dày khoảng nhiêu đây thôi ha, để nó làm steak, nó chiên steak, nó nướng steak. Còn này là nguyên một khối lớn luôn, nó kêu là roast á, nó kêu là nó là beef roast á, là nguyên một cây lớn vậy nè, nguyên một cây một khối lớn vậy đó. Là chỉ có dịp lễ này với lại lễ Christmas là nó mới sale cái đó thôi. Bình thường nó có bán nhưng mà nó không có sale, nó để giữ nguyên giá, nó không có giảm giá. Thì năm nào cũng vậy, năm nay nhà mình cũng mua được một cục lớn rồi. Bây giờ là mình chuẩn bị gia vị để mình ướp cho nó ha. Mình chuẩn bị đồ thôi, rồi một lát ướp, khâu ướp đó là để cho tụi nhỏ nó tự pha tự ướp để cho nó nhớ. Mấy đứa nhỏ mình nó bắt đầu nó lớn rồi, nên thành thử ra mình phải tập đó vậy nha. Rồi bây giờ mời mọi người xem cái cách mình ướp nha. Rồi đây là mấy củ hành mình mới lột xong, mình không có để mấy đứa nhỏ nó lột củ hành, tại vì sợ nó bị cay mắt. Đứa nào cũng cận thị đeo kính với đeo contact lens không à, nó bị cay mắt, cái là nước mắt nó ràn rụa, nên thôi mẹ là mình làm mẹ thì mình phải hy sinh mình làm thôi. Mấy củ tỏi mình làm tỏi nhiều lắm nên giờ lột tiếp, đáng lý ra đập, mà tại vì nãy giờ nói chuyện cái tranh thủ lúc nói chuyện cái miệng nói là cái tay làm thôi, nên mình mới lột sẵn chứ bình thường mình không có lột sẵn. Thường là mình sử dụng mình như thế này đó, để nguyên cái tỏi ra cái xong cái lấy cái vỏ nó ra thôi, khỏi phải lột 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 chi cho nó mất công. Nhưng mà tại vì hồi nãy lúc vô đầu vừa nói chuyện nên cái tay ở không làm gì nên cái tay lột lột tỏi thôi. Cái này tại vì mình để tủ lạnh này, nên nó bị dính này. Chứ nếu mà nó khô quá thì đập cái là gỡ ra thì dễ lắm. Này để tủ lạnh nên nó bị ướt á,
để tủ lạnh chắc cũng 2 tuần lễ rồi. Mình mua nguyên bịch lớn mình để ăn lần lần á, khỏi phải đi chợ, khỏi phải mua hoài. Nhà thì ăn tỏi nhiều. Rồi đây đây là cái hành với lại tỏi mình đã mầm ra rồi ha. Tỏi thì cái củ lớn này nè. Củ lớn này nè, khoảng 2 củ. Hành củ hành tím thì củ hành tím ở bên Mỹ này nó cũng bự. Nên thử củ hành tím chắc cũng khoảng chục củ á. Mầm ra một tô đây. Này là sẽ cho làm cho 2 món nha. Nhiêu hành tỏi này là làm cho 2 món nha. Một món là ướp cái bò để gói giấy bạc đút lò, một món là gà nướng muối ớt. Gà nướng muối ớt thì mình làm hai con nhưng mà gà đi bộ á. Còn đây là mình chuẩn bị gia vị để ướp cho cái món bò gói giấy bạc đút lò ha. Cái lá này là cái lá rosemary, là Việt Nam mình tiếng Việt là gì, hương thảo chắc. Mình không biết chính xác nha. Còn này là ngò rí nè. Đó, một bó ngò rí. Một bó, cái này là barley. Nhìn giống rau cần ha. Nhưng mà không phải nha. Cái lá này thì ở bên đây họ dùng để ăn mấy món mẻ, món Mỹ. Với lại món Ý này kia á. Bởi vô mấy cái mì Ý, pasta gì đó. Cái lá này nó có cái mùi thơm đặc trưng riêng của nó. Chứ nó không có giống rau cần của mình. Mà nó cái mùi cũng không giống rau ngò rí luôn. Cái này cũng vậy, cái lá rosemary thì mọi người biết rồi, là hay mình hay ăn mì Ý đó. Còn một cái lá nữa là lá thyme. Nhưng mà mình hôm trước mình mua được cái lá thyme này một về cái mình họ bán rẻ, về cái mình phơi khô. Phơi khô cái mình bỏ vô cái chai này nè, cái chai này nó không. Cái chai này không phải là chai của nó nha. Nhưng mà cái lá đó có mùi giống như rau cần về lá mình vậy, nhưng mà cái lá nó nhỏ nhỏ. Đây cái lá nó nhỏ nhỏ mình chút ra nè, chút ra nó phơi khô rồi nó giống vậy nè. Cái lá nó nhỏ xíu rồi nhưng mà cái mùi của nó, cái vị, cái mùi nó thì nó giống như cái tầng dày lá của mình. Nó kêu là lá thyme á. Thì một lát mình lúc mình xay mình sẽ bỏ cái này vô thêm nữa để cho nó cái nó đậm mùi. Còn đây là mấy con gà. Mấy con gà mình làm sẵn rồi để làm gà nướng muối ớt đây. Cái này là gà nhà nhờ thằng cháu nó làm giùm, chứ mình không dám giết đó. Ở nhà làm nên thành thử ra không có chuyên nghiệp, nó lỡ lét tùm lum tùm la. Còn đây là cục thịt bò mình nói nè đó, cục thịt bò bự vậy nè, nó kêu là rib eye roast boning, là có xương ở trong á. Đó, cái giá của nó, cái giá chính thức của nó nè là 115 đồng lẻ 9. Nhưng mà sau khi mà nó sale rồi á, sau khi mà nó đã giảm giá rồi á, thì nó còn lại là 61 đồng 75. Với điều kiện là mình phải có cái thẻ thành viên của cái chợ đó nha. Nguyên một cục khổng lồ vậy nè.
Để coi cục này nhiêu. 8. Cục này là 8.86 pound. Là chạy nhầm 4 ký mấy á. 4 ký, cho là 4 ký á. Đây, cục bụi tổ bố vậy nè. Bây giờ mình sẽ làm cái gia vị cho cái gà nướng bí ớt ha. Thì hai con gà đi bộ, mình sẽ làm món canh này nè. 1 2 3 4 muỗng canh muối. Rồi hơn nửa muỗng tiêu thôi. Thật ra tại vì cái tánh mình thích ăn tiêu, mình hay bỏ tiêu vậy thôi, chứ thật ra nó không có cần thiết lắm. Rồi đây là ớt bột và ớt xay của Đại Hàn á, 1 muỗng canh. Bột ngũ vị hương đây, bột ngũ vị hương thì mình cho có một ít cho nó có vị thôi, không có cho nhiều. Bột ngũ vị hương thì khoảng chừng 1/4 muỗng thôi, 1/4 muỗng cà phê nha. Hồi nãy là mình xúc là bằng muỗng canh nha, còn này là 1/4 muỗng cà phê, để có tí xíu cho nó có vị thôi. Rồi giờ chọn cái phần này lên thôi. Mình sẽ cho thêm nửa muỗng cà phê đường vô để cho nó dịu lại tí xíu thôi. Giờ là cái muối là đang khô nha. Rồi bây giờ bắt đầu cho 1 muỗng canh dung sả. Mình không có muốn cho sả nhiều, tại một lát nó còn sa tế nữa. Quậy nó lên. Nãy giờ là hắt xì ly chia rồi đấy nha mọi người, mà tại vì mỗi lần hắt xì là bấm tắt rồi. Rồi bây giờ là hành nè, hành với lại tỏi là cho nhiều vô nè. Hành là nãy mình bầm là hơn là khoảng 7-8 củ vậy đó, giờ mình cho hơn phân nửa hành luôn. Tỏi cũng vậy, cho hơn phân nửa tỏi luôn, tại vì cái gia vị kia tỏi với hành nó không cần nhiều lắm. Đó, kia còn chừa lại có 1/3 thôi. Là quậy nó lên. Bây giờ là tới phần cho sa tế. Sa tế thì mình xài cái loại sa tế này, nó bị ngược chiều rồi, tại vì mình quay bằng camera, tự mình set up cái máy mình để nên bị ngược rồi. Nó là sa tế Triều Châu, sa tế ăn phở. Cứng quá. Rồi bắt đầu cho sa tế vô ha. Sa tế thì mình múc 2 muỗng thôi, tại vì thật ra trong đó mình đã có sả, có ớt, có miếng ngũ vị hương rồi, nên cái thành phần sa tế là mình không cần để nhiều lắm. Giờ quậy lên. Nghe nồng nàn. Một lát cái này là mình sẽ nhờ hai đứa nhỏ nó sát lên trên cái con gà, sau đó để từ 24 cho tới 48 tiếng trong tủ lạnh. Mình để, nếu mà mình để 24 tiếng thì nó thấm vừa, còn để 48 nó sẽ thấm sâu vô trong con gà, nó sẽ đậm đà hơn.
mà mình phải ướp, mình để trong tủ lạnh nha, chứ không có để ngoài nha. Đó, cái hỗn hợp của mình đây. Rồi, xong cái phần hỗn hợp của gà nướng muối ớt rồi ha. Bây giờ là tới cái phần của cái gia vị để mà mình làm cái món bò gói giấy bạc đút lò. Cái này của mình á, cái máy xay của mình nó hơi nhỏ. À, nên bây giờ mình chia ra làm hai lần. Bỏ tỏi với lại hành vô. Rồi. Ngò rí. Cái bò lì cắt nhỏ bỏ vô trong đây luôn. Nhà bếp của mình hơi chật mà nhiều đồ quá, tại cái tội là tham cái gì cũng muốn gom về hết á, đồ thì giữ không muốn bỏ, tại vì hồi xưa là mình nghèo nên cái gì mình thấy cũng tiếc mình giữ, nên bây giờ trở thành một cái thói quen này. Với lại bây giờ mình cũng vẫn nghèo, chỉ có cái là cái đời sống nó khá hơn thôi, nên vẫn giữ cái thói quen đó. À, bỏ vô. Rồi cái lá rosemary. Cái lá này thì mình tuốt vô chứ nó cái cọng nó cứng quá. Cọng cứng quá. Kế tới là mình sẽ cho vô một muỗng đầy cái bột khờ no, bột nêm gà khờ no. Bột nêm gà khờ no thì là nó có muối mặn sẵn trong đó, là cái loại này đây. À, muối sẵn trong đó. Rượu nho mình sẽ cho vào một cup là một ly á, nói tiếng một cup chứ không phải là một cup đâu mà là một ly của mình. Sau đó vặn lại. Quên bỏ tỏi với hành. Với tỏi. Cái cối thứ hai là nó cũng y chang cối đầu thôi, là tại vì mình không có cái
không có cái máy xay sinh tố lớn á, mình xài cái này nên mình phải chia ra làm hai vậy đó. Chứ là công thức của nó thì mình chia làm hai thôi. Mỗi một gói nhỏ vậy nè là phân nửa cilantro, phân nửa cái ngò rí, phân nửa cái barley, phân nửa cái lá rosemary, lá hương thảo, rồi một muỗng bột khờ no, bột nêm gà khờ no. Bột nêm gà khờ no thì nó có cái muối mặn sẵn rồi. Rồi một chung rượu nho, rượu chát đó. Rồi hành, củ hành với củ tỏi để vô cho nó thơm thôi. Rồi bây giờ bắt đầu là xay. Thật ra mình không có muốn cho nó nhuyễn lắm, nó vừa vừa thôi, nó không cần nhuyễn. Cái nhuyễn lắm nó cũng nó không tốt, không thích. Nó phải còn cái lá đó, bao nhiêu đây nè. Xong rồi cái miếng mình nó thoa lên miếng thịt. Trời ơi mọi người ơi, quay cái video nãy giờ mà để chế độ đứng hồi nào không hay, mà đã massage hết hai con gà rồi, chét cái sao gia vị đó vô hết hai gà rồi, bây giờ phải bỏ cái video đó chứ, bỏ vô cái nó lại sau làm cho cái video của mình nó nằm ngửa nằm ngang, nó bị không có đầy màn hình xấu. Rồi giờ thì đây ở trong mình cũng đã thoa đều ở trong ha, thoa đều ở ngoài với lại cái sốt hồi nãy đó. Rồi bây giờ là bỏ vô trong tủ lạnh khoảng 24 tiếng trở lên, 24 cho tới 48 tiếng mà kệ, để càng lâu càng thấm nha. Ai thích ăn mặn thấm sâu vô á thì để 2 ngày, còn ăn vừa vừa 1 ngày 24 tiếng là vừa đủ rồi. Mà mình xoa càng nhiều muối thì nó càng mặn, mình xoa vừa thôi là đủ. Cái lượng hồi nãy của mình là giờ còn như đây là đủ cho một con gà nữa nè, tại vì hai con gà kỳ này của mình nó hơi nhỏ. Rồi là xong cái phần gà muối ớt nha, gà nướng muối ớt sa tế đó. Khi nào nướng á thì tới ngày mai mới nướng, nên là thử ra mình cũng nói trước là ngày nào mình nướng bằng cái nồi air fry là nồi chiên không dầu. Ban đầu á là mình sẽ nướng là 250 độ cho 30 phút để cho nó chín, từ từ chín vô tới bên trong. Rồi sau đó mình mới vặn lên là 300 độ, mình nướng thêm 15 phút mặt này, trở qua mặt kia nướng 15 phút nữa thì nó sẽ vàng đều. Mà trước khi nướng là mọi người nhớ là phải vuốt sạch mấy cái tỏi đâu này kia, vuốt sạch ra, tại vì nướng nó sẽ bị khét mấy cái này. Vuốt sạch ra nướng á, rồi nếu mà mình có mình thích nữa thì mình phết thêm cái dầu á lên, nó bóng đẹp lắm. Xong rồi khi nào mà gần cuối cùng á, mình hả để cái gia vị lên, để hả để cái mấy cái tỏi hành đồ này kia với gia vị mà mình đấy á, mình để lên để cho nó khô trên mặt á, nó chín nó khô trên mặt á, nó ngon. Ai thích ăn mấy cái gia vị đó thì hút riêng ăn, nhưng mà lúc mình nướng là mình phải vét ra cho nó sạch thì nướng con gà nó mới không có bị lớm đốm đen. Vậy nha, là mình xong phần gà muối ớt rồi nha. Ok, rồi bây giờ là tới phiên cái phần ướp cho cái thịt bò đút lò nha. Mình thay cái bao tay, tại vì để cái bao tay kia là nó sẽ bị dính cái mùi kia. Đây, cục thịt bò khổng lồ. Giờ mở nó ra. Thịt bò là không có rửa nha mọi người. Thịt bò chỉ dùng khăn lau thôi, dùng khăn lấy giấy lau sạch thôi chứ không có rửa. Cục này cũng tương đối là nó khô ráo nên lau sơ thôi.
Đây, cái phần này đó. Lao cái, cho cái cục bò nó ráo đi. Cục bột thịt bò khổng lồ. Cục này á, là phải mình phải nướng từ 5 tiếng á. 5 tiếng tại vì cái độ dày của nó với lại nó có xương nữa nên nó rất là lâu thấm. Cục này á, là phải trước khi ướp á, là phải sơn cho nó chân thôi nó sẽ không thấm vô. Dùng nĩa xăm. Mình đang bao tay cái mình bấm tắt mở video á. Nó không ăn, nó không nhại. Mà tự làm mình nó phải chịu thôi. Xong cái bề kia xong hết rồi. Không tắt mở thì lại video nó dài quá. Mình lại không thích dùng áp. Dùng áp thì phải mò mẫm nữa. Rồi tạm vậy đi. Mệt rồi. Bây giờ là cái hũ sốt hồi nãy nè. Mình đã bỏ thêm cái lá thi hồi nãy mình nói đó. Vô á. Rồi quậy lên đây. Bây giờ là tới màn xa cho nó. Cái này, cái món này nó có rất là nhiều công thức nha. Cái mà cái công thức này là mình thấy là công thức mình thích nhất. Có nhiều công thức nó đơn giản hơn. Có nhiều công thức lại cầu kỳ hơn, nhưng mà công thức này là công thức mình thích nhất nên mình giữ lại để mình gia đình ai cũng thích ăn hết trơn á, nên mình giữ cái công thức lại nè, năm nào mình cũng làm hết. Cái này tại vì mình không có nêm muối, mình chỉ bỏ cái bột hờ no, nó có bộ cái muối sẵn trong đó rồi, cái độ mặn của nó sẽ không có, nó không có nhiều như là muối, nên mình để cái hết cái này vô cũng không sao, nó không có bị mặn, nó thấm từ từ vô. Đây, để 24 tiếng đồng hồ trong đó, trong tủ lạnh á, và dùng cái bọc plastic các bọc lại. Rồi đã ướp xong cái phần thịt bò gói giấy bạc đút lò ha. Ngày mai thì cũng sẽ gói vô nó vô cái giấy bạc, bỏ vô trong cái mâm. Gói giấy bạc xong rồi đậy thêm một cái lớp giấy bạc nữa để cho nó kín. Thì mình sẽ bỏ vô cái lò nướng lớn. Lò nướng lớn thì sẽ vặn nó là 250 độ để nó 5 tiếng. Cục này là 4,5 kg. Mình sẽ để nó 5 tiếng tại nó hơi bự mà nó có xương nữa, nó lâu chín. Chứ này mới một cái cục bình thường khoảng 4 kg, mà bình thường mà không có xương mà nó cái dạng thon dài thì nó sẽ mau chín hơn. Cái này nó bự, nó dày, nó cao nên nó lâu chín hơn. Mình sẽ để 5 tiếng. Hết 5 tiếng đó mình sẽ mở giấy bạc ra. Mình để cái chế độ là chế độ lửa mặt. Thì để ra chế độ lửa mặt là mình bấm lên 350 để chế độ lửa mặt. Là để cho cái mặt trên ở trên nó khô, nó ráo khoảng 15 cho tới 30 phút tùy theo sở thích mỗi người. Người nào thích ăn chín nhiều á thì mình để nửa tiếng, còn người nào thích ăn rám rám ở trên mặt thôi nhưng mà ở trong nó còn hồng á thì mình để 15 phút thôi. Nhưng mà thật ra mình để 5 tiếng, mình nướng 5 tiếng trong lò nó đã chín mà chín từ từ hết rồi. Chín hơi từ từ cộng thêm cái sức nóng của giấy bạc nó cực kỳ nóng nên nó đã chín hết rồi, không phải lo. Mỹ họ còn ăn mà cắt ra tươm, nó không phải màu hồng nữa mà cắt ra nó còn tươm cái nước đỏ đỏ của máu mà mình thì mình không ăn vậy nổi, mình chỉ là màu hồng hồng thôi. Vậy nha, đã xong cái phần ướp rồi đó. Bây giờ không có cầm cái này mà tắt cái video được.
Vậy là xong cái phần mình chia sẻ cái cách mình ướp gà nướng muối ớt sa tế với lại cái bò nướng với bạc đút lò ha. Đây, mình đem đây chụp cái hình cắt cây. Lần đầu tiên ướp sa tế con gà ác luôn á. Rồi, còn đây là cái thịt bò. Và đây là cái phần mà còn dư lại cái sốt của cái gà ướp nướng muối ớt sa tế đó. Nó phần một phần này là nó còn đủ cho một con nữa đó. Thì mình sẽ bỏ vô hộp, mình bỏ trong tủ đá, mình để đó. Khi nào mình con mình nó thích nó ăn á là mình mua gà về xong rồi mình ướp, mình nướng cho nó ăn tiếp. Tại vì cái phần này cho hai con gà lớn mà hai con gà của mình bữa nay là nó hơi nhỏ. Rồi. Thì mình chỉ là mỗi năm là mình làm như vậy cho gia đình ăn á, thì ai cũng thích hết trơn á, nên mình chia sẻ thôi, chứ mình không phải là người mà chia người giống như dạy nấu ăn hay là làm video dạy nấu ăn này kia. Mình chỉ chia sẻ những cái gì mình biết, nên thành thử ra quay lung tung, nhà bếp thì chật nữa, quay lung tung rồi không có bố cục gì trơn á, mọi người thông cảm nha. Thì nếu mà ai có thắc mắc gì cần hỏi hay cần giúp á thì cứ comment hỏi mình biết gì mình thì sẽ trả lời với cái kinh nghiệm, cái hiểu biết của mình về cái món này ha. Vậy nha. Rồi, nếu mà mọi người thích thì mọi người bấm cho mình một like ha. Còn ai mà chưa có subscribe thì bấm cho mình một cái subscribe nha. Mình hứa là mình sẽ cố gắng tìm cái nội dung hay để làm những cái video nó có nội dung một chút, chứ không có quay lung tung nữa. Thì quay lung tung chỉ là giống như là mình để là kỷ niệm thôi. Còn mình sẽ coi, hứa là sẽ có một số một vài cái video nó thật sự nó có nội dung hay. Vậy nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người ăn lễ tạ ơn vui vẻ nha. Nếu mà ai thích thì làm thử cái món của mình đi. Đảm bảo là ở nhà sẽ thích lắm đó. Mấy đứa nhỏ nhà mình nó mê lắm. Nghe nói mẹ làm gà nướng muối ớt sa tế là vui lắm, mừng lắm. Mấy đứa cháu cũng thích nữa. Rồi cái món bò này cũng là cái món mà tụi nó yêu thích. Tại vì một năm nó chỉ làm mấy lần buổi lúc mà cuối năm họp mặt thôi. Gia đình mình hầu như là ít có họp mặt, ít có chơi. Ít có chơi lắm là tại vì Covid nè. Hồi xưa thì cũng có họp mặt. Nhưng mà thời buổi Covid này là mình rất là hạn chế. Mặc dù là gia đình rất là cẩn thận, kỹ lưỡng, nhưng mà hạn chế, cái gì mình cũng hạn chế là tốt hơn hết. Rồi vậy nha, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại video sau ha. Bye.